Có con nào 2 triệu rưỡi mà chơi game ngon không chú? 2 triệu rưỡi mà chơi game ngon thì khó quá cháu ạ. Gọi là chơi được thôi, chơi ngon thì rất là khó. Gọi là chơi tạm được thôi. Đấy. Vì là đây, hôm nay chú về được một ít dòng Android giá rất là hợp lý, cực hợp lý luôn. Thì chú giới thiệu cho cháu, giới thiệu cho mọi người nhá. Redmi Note 8 có bản RAM 4 64, máy đẹp 99, 2.9 triệu nhá. Còn bản RAM 6 bộ nhớ 128 là 3.3 triệu. Redmi Note 8 máy đẹp 99 nhá, chú về được gần chục cây. Đấy, giá cực hợp lý luôn. Đấy. Tiếp theo là Redmi Note 8 Pro. Redmi Note 8 Pro nhá. Redmi Note 8 Pro có bản RAM 6 bộ nhớ 128 và bản RAM 8 bộ nhớ 128. Bản RAM 6 bộ nhớ 128 là 3.5 triệu, bản RAM 8 bộ nhớ 128 là 3.8 triệu. Máy đẹp 99 nhá. Đấy, Redmi Note 8 Pro. Đấy. Theo chú là cháu chơi game nên chọn các con như này. Nó tầm vừa vừa túi tiền. Còn đây. Còn tầm 2 triệu thì chú có con này. Oppo A7 2.1 triệu thôi, nhưng con này chơi game mà bảo ngon thì không có đâu nhá. Và chơi tạm được thôi. Oppo A7 RAM 464 2.1 triệu. Đấy. Thì tất cả các giá này là mình tặng kèm một cái cường lực, tặng kèm sạc bảo hành 3 tháng nhá. Ừ, em bán sim này em ơi. Vivo i30 nhá. Vivo i30 RAM 6 bộ nhớ 128. 3.2 triệu nhá, i30. Vivo i30 nhá. RAM 6 bộ nhớ 128. 3.2 triệu. Và đây, cuối cùng là con Mi K35G RAM 6 bộ nhớ 128 nhá. RAM 6 bộ nhớ 128, 4.3 triệu, duy nhất một cây thôi nhá. Ok. Anh em nào thích thì Zalo cho mình nhá. 0566889 con 4 anh em nhé.